从前曾踏着博在照上，公园里共你比赛攀树上，还有什么歌都乱唱。这夜如可闭上眼睛，再共我回忆中一影，心里就有感应。 即使走过几趟远路，如何都挣不开岁月摆布。这刻收一收脚步，为对方拍拍满身的尘土。好想知你可会快乐，还是终躲不开生活煎熬。只想你仍安好。 Tôi thay mặt thân chủ của tôi phủ nhận cáo trạng, đồng thời xin lệnh bảo lãnh với quý tòa. Thưa quý tòa, tôi phản đối. Tôi thay mặt bên công tố phản đối bảo lãnh bị cáo. Phần khởi tố nêu rõ bị cáo không chỉ mua tang vật, hơn nữa còn giúp đỡ Sài Bính Quyền, kẻ chủ mưu các vụ cướp tiệm vàng bỏ trốn. Tất cả những điều vừa nêu là tội hình sự rất nghiêm trọng, vì vậy bên công tố kiên quyết phản đối cho bị cáo được bảo lãnh. Thưa quý tòa, thân chủ của tôi là giám đốc kinh doanh của tập đoàn kinh doanh vàng bạc Đỉnh Phong, xưa nay luôn tuân thủ luật pháp và giữ chữ tín, chưa bao giờ có những hành vi vi phạm pháp luật hay là gây nguy hại cho xã hội. Ông ta lái xe bấy lâu, ngay cả một giấy phạt cũng chưa từng bị. Cho nên với phần buộc tội này hoàn toàn chỉ là một sự hiểu lầm. Không lý nào chỉ vì một sự hiểu lầm dứt bỏ tất cả mọi thứ để cao bay xa chạy, có phải không? Có hiểu lầm hay không, xử xong sẽ biết. Bổn tọa cho phép bị cáo đóng 100.000 tiền mặt bảo lãnh tại ngoại. Vụ án này sẽ được chuyển lên tòa tối cao với vụ Sài Bính Quyền, chờ ngày xét xử. Chà, mấy ngày nay bị đám cảnh sát canh đến anh hai vụ của Thiên Bổn, anh Định. Được rồi, bây giờ tôi không muốn nói gì hết. Qua cậu Bổn à, xe cậu Tiêu đến rồi. Vậy mình xuống dưới luôn. Rosen, cô sao vậy? Không có gì. Gian xảo phạm tội thật ra khó biết được. Nếu tội phạm để lộ ra mặt thì chúng ta đâu cần phải cãi nữa. Sao hả? Lần đầu tiên cô gia nhập sở lực chính làm công tố, có nắm chắc hay không? Cứ kể cho chứng cứ đi. Ông Đinh à, ông Đinh, tôi ví dụ ông bị buộc tội mua tang vật á. Đúng rồi đó. Xin lỗi, không có gì để nói, Xin lỗi, không có gì để nói. Tóm lại ông Đinh sẽ không nhận bất cứ lời buộc tội nào. Thôi cho con mà có gì nói ra đi. Xin lỗi ba, đã làm cho ba lo. Tại sao con lại tự quyết định đi gặp lão Xài chứ? Con cũng biết ba không cho con nhúng tay vụ này mà. Dạ, nhưng mà chuyện này đột ngột quá. Lúc chú Xài tìm ba thì ba đang khám sức khỏe ở bệnh viện. Con tưởng đâu là con tự giải quyết được. Cho nên con sợ ba đang xen tình cảm. Con sợ ba bị lão Xài làm liên lụy chứ gì. Con à, ba đã làm chuyện này mấy mươi năm rồi, nhưng ba hy vọng con của ba ai cũng trong trắng sạch sẽ. Ba giao lại cho con kinh doanh vàng hợp pháp này là hy vọng con được tiến thân, đừng để người ta khinh thường. Con hiểu rồi. Thấy chưa, lần này bị vũ của lão Xài kéo vào cuộc rồi. Nếu con bị buộc tội, dù chết ba cũng không nhắm mắt. Ba, con chỉ làm những chuyện mà con cảm thấy cần phải làm thôi. Dù cho chuyện lần này rắc rối thế nào đi nữa, con cũng không hối hận. Dù cho không thể vượt qua chặng này, nhưng mà con còn trẻ, con chẳng thà để con chịu đỡ hơn là ba chịu. Con yên tâm đi, cho dù ba phải đổi hết toàn bộ gia tài, ba cũng không để con gặp chuyện.
Sài Bính Quyền can tội với Liễu đã nhiều vụ cướp có vũ khí, hơn nữa cũng có nhân viên của tiệm vàng bị thương, vụ án nghiêm trọng vô cùng. Có phải hai vụ này sẽ được chia ra xét xử không? Do có một số chi tiết trong hai vụ này liên quan với nhau, dựa theo nguyên tắc công tố thì đúng là sẽ chia hai vụ để xử. Tức là tôi sẽ theo dõi vụ Sài Bính Quyền hay hơn? Cô là nhân viên lâu năm, ra xe gì mới tới đây, không lý nào cô lại ăn hiếp em Út chứ. Cho nên vụ khó nhai nhất thì cô ráng gánh giùm cổ đi, ok? Ok. Tức là tôi sẽ theo vụ của Linh Tường Bổn. Có phải cô có thắc mắc gì không? Thực ra tôi không ngại quán đổi với em đi. Vụ của Linh Thiện Bổn là quả tang tại trận, lại có tay trong của cảnh sát làm nhân chứng nữa, tôi nghĩ cô sẽ dễ đảm nhận hơn. À, ok. Không có vấn đề thật à? Không sao chứ? Không có gì. Sau khi Đinh Thiện Bổn tốt nghiệp đại học, bấy lâu luôn quản lý công việc kinh doanh của Đỉnh Phong, bề ngoài thì thân thế trong sạch, chưa bao giờ có hồ sơ phạm tội. Xét cho cùng, ông cũng không giống kẻ xấu. Không hiểu tại sao ông lại mua tang vật. Tôi nghĩ đây là hành vi ảnh hưởng môi trường. Bên ngoài có lời đồn là ba của ông Đinh Vinh Bang đã lập nghiệp nhờ buôn lậu, còn tập đoàn Đỉnh Phong thì bị người ta đồn là đã âm thầm rửa tiền dùm cho các tập đoàn phạm tội. Không lẽ đen tối gì sao? Tiếp tay và phạm tội chỉ cách nhau một ly thôi. Thật ra đội điều tra tội phạm thương nghiệp đang điều tra con người của Đinh Vinh Bang này, nhưng mà do không đủ chứng cứ cho nên không khởi tố. Nếu nói như vậy thì bỏ trốn cũng chỉ là tin đồn thôi. Lời nói bóng gió, đôi khi không thể coi đó là thật. Kiện tụng phải chú trọng chứng cứ. Có thể nói như vậy, xét theo chế độ tư pháp thì không đủ chứng cứ, nhưng mà không có nghĩa là không hề xảy ra chuyện này. Cho dù coi như đã xảy ra, nhưng người cha phạm tội không có nghĩa là người con cũng phạm tội. Đúng vậy, ngoài mặt vàng Đỉnh Phong và tài chính Đỉnh Phong là hoàn toàn phân chia ranh giới với nhau. Nhưng nếu như người cha có chuyện, cô thử nghĩ người con có thể hoàn toàn không lo không? Lúc nãy cô nói người con không âm mưu đồng lõa, cô tự suy nghĩ lại đi. Nhưng tôi thấy rất có khả năng. Tóm lại vụ này có phần thắng hay không? Có. Gây go máy cũng có phần thắng. Nhưng lần này bị quả tang tại trận, vậy mà cũng có phần thắng sọc. Những chuyện kiện tụng tất cả nghi vấn đều quy vào bị cáo. Chuyện đó mới là quan trọng. Tức là vụ này cho dù chứng cứ rõ ràng cũng được, trước sau cũng có khả năng sơ hở vài điều. Vấn đề là làm sao moi những kẻ hở đó. Vậy tức là sao? Nếu không để moi được và nếu không có kẻ hở, con tôi phải chuẩn bị tinh thần vào trống ngồi à? Ba, chuyện này con không thẹn với lòng. Hơn nữa chưa bao giờ con nghĩ sẽ nhận số hàng của chú Sai. Cho nên dù vụ này là thắng hay là thua, con cũng thấy không xấu hổ. Ba đã hiểu rồi. Này, con nữa nha. Biết người biết ta mà. Cậu có điều tra lý lịch của nữ công tố đó không? Có một chút. Con bé này đã làm luật sư ở Úc 2 năm. Lần đầu tiên về Hồng Kông là luật sư công tố. Lính mới chắc có chút bỡ ngỡ, nhưng mà không chừng có thể nắm được điểm yếu. Những chuyện kiện tụng này luôn chú trọng cách ứng xử nhanh. Anh hai, có cần chuẩn bị công việc không? Chú ba, con nghĩ bây giờ đã giao chuyện này cho tòa rồi, ta nên xuôi theo nguyên tắc cuộc chơi. Trước mắt đừng có bày trò gì nữa. Thằng Bổn nó cũng đúng. Bây giờ đám cảnh sát đang theo dõi chúng ta, nếu có gì sơ suất còn nghiêm trọng hơn nữa đó. Luật sư, vậy trông cậy vậy anh nghe hả? Để coi sao đã. Yên tâm. Đi chứ. Ba đừng lo, không sao đâu. Anh hai, anh Sương nó tìm anh rất nhiều lần, nhắn anh bằng mọi giá phải gọi cho anh. Vậy cũng tốt. Đi đánh gôn thư giãn chút. Tới rồi à? Yên tâm đi, tôi đã nhìn kỹ chung quanh rồi mới tới. Có đánh hai lỗ không? Muốn qua mặt hai lỗ chứ gì? Anh nói chuyện với tôi vậy sao? Đại loại cũng vậy thôi. Anh không chịu thanh toán, tức là tôi không thể thanh toán cho người ta. Tốt nhất anh nên lập tức biến lại số tiền cho tôi. Anh cũng biết lão Xài bị bắt mà. Vậy thì sao chứ, coi như hắn không may. Người làm việc lớn, không thể hễ có động tình gì liền như rùa đút đầu vậy. Nè. Bây giờ tôi đang nói về con của tôi. Tóm lại trước khi xử xong vụ này, tất cả những chuyện sẽ ảnh hưởng đến nó, tôi không động tới. Tức là muốn chơi tôi hả? Toàn bộ số tiền anh giữ, đồ đạc bên ngoài của tôi, lấy đâu ra tiền trả? Anh bớt một chút thì nợ ít một chút. Nhưng nếu con tôi có sơ suất gì sẽ bị ở tù. Nè Đại Vinh à, anh cũng biết những gì tôi đang làm không phải mình tôi ăn trọn đâu. Trên có đại ca phải giải bài, dưới có đàn em phải ăn xài. Không thể vì một mình tôi cản trở trái đất này quay. Nè Sương à,
Tôi nói cho anh biết, không có gì quan trọng hơn con của tôi. Nếu như vậy cũng không thông cảm thì anh tìm công tác khác đi hả? Từ nay tôi và anh đừng ai nấy đi. Anh làm căng như vậy tức là ép tôi vào thế kẹt. Anh không ép con tôi đâu có nóng vậy. Nè nè Đại Vinh à, năm đó ba anh em chúng ta, anh và tôi cùng với lão Xài được tôn xưng làm tam đại tài việt. Nhưng khổ nổi ba chúng ta có tính cứng đầu cứng cổ, cho nên nếu có gì không phải thì xóa hết đi. Chúng ta anh em bao nhiêu năm rồi, người cộng tác tôi tin tưởng nhất chỉ có mình anh mà thôi. Vậy anh chọn đi. Số tiền đó tôi sẽ cố gắng nói với đại ca. Yên tâm đi, vụ con trai của anh tai qua nạn khỏi. Còn muốn đánh nữa không? Xin chào, xin chào, xin chào. Chào cậu, đi chợ hả? Cô Bốn, sao tình cờ gặp nữa vậy? Tôi không muốn gặp chú nào. Anh Châu, chào anh. Chào cậu. Miếng thịt đùi này ngon quá hả? Dạ phải, ngon lắm. Cho tôi 2 cân đi. Có liền. Sáng mai có phở heo ngon lắm, cậu chọn trước nghe ha. Sáng sớm mai tôi đi lấy. Quyết định đi. Lát nữa ghé lại nghe. Thím Thái, chào thím. Chào cậu, cậu Bốn. Chà, hôm nay khổ qua ngon quá, dùng để xào thịt heo thì tuyệt lắm. Phải, quan trọng là cậu phải hài lòng nghe. Vậy cho 2 cân đi. Dạ. Phải rồi, con tôi sắp tốt nghiệp rồi. Nói ngày mai nó về Hồng Kông đó, nhất định mời cậu ăn uống. Mới đó mà đã tốt nghiệp rồi. Phải. Chà, bữa ăn này nhất định là phải đi. Cũng phải nhờ cậu thôi mà. Nè, nhiêu tiền? Thôi khỏi đi. Không được, buôn bán mà. Thái lấy 10 đồng đi. 10 đồng. Dạ, cảm ơn nhiều. Cảm ơn nha. Bye bye. Bye bye, rảnh tới chơi á. Cậu còn tâm trí ăn khổ qua sao? Không biết là ra vẻ hay ăn mừng đây. Chú có biết tại sao lúc nhỏ tôi không thích ăn khổ qua không? Đến khi lớn mới chịu ăn không? Lớn rồi miệng lưỡi nó dày nên không cảm thấy đắng như vậy. Chú bị điên rồi. Đến khi lớn á, trải qua nhiều chuyện mới có thể thưởng thức được mùi vị trong đắng có thanh. Cho nên bị kiện tụng mà cũng không cảm thấy đắng chứ gì, đúng không? Có thể bảo vệ người thân thương nhất của mình, làm sao gọi là đắng? Cho nên mới có tâm trí dạo một vòng chợ. Tôi đến đây chỉ để tìm tự thả lỏng bản thân, quan trọng nhất là biết cách thả lỏng. Vấn đề rắc rối mấy cũng sẽ tìm được cách giải quyết. Xong rồi, bây giờ chợ dạo xong, cậu đã tìm được cách giải quyết vấn đề giữa cậu và cổ chưa? Cổ lại? Thì luật sư công tố kiện cậu đó, hai người quen nhau mà. Chú cũng tin mắt thiệt ha. Tôi tin lành mắt sáng vậy dĩ nhiên rồi. Nè, thật ra có phải hai người quen nhau không? Thì người con quen ở Úc đó, con đã nói với chú rồi. Vậy rắc rối quá. Rắc rối gì? Chỉ hơi tức cười vậy thôi. Vậy lúc ở Úc hai người có cái gì vậy chưa? Có thể nói là một khởi đầu rất tốt, nhưng mà bây giờ nhìn kỹ cũng đâu có kết quả gì. Con có định xuất chiêu bài mua chuộc không vậy? Đôi bên thân thế nhạy cảm, mất công cổ khó xử. Cậu thì không muốn, cũng chừng người ta tự hiến thân thì sao? Nè, nếu cổ là một người thiên vị như vậy thì con đã không mang đến cổ rồi. Tóm lại con nghĩ sao cũng được, cũng dễ hiểu thôi. Cậu mặc cho cổ coi cậu là cướp. Mặc mơ gì nữa chú. Chào sếp, tôi là Dịch Tòng Tâm ở sở luật chính, còn cổ là Trịnh Thiên Lâm. Sếp Hồng nhắn lại là đang bận họp, hai vị luật sư đây có thể đến phòng họp để chờ một lát. Được, cảm ơn sếp. Đã nói rồi, sáng sớm đến đây không ai rảnh tiếp chúng ta. Thì mình tự tiếp bản thân trước đi. Cà phê được không? Những món kích thích thì đừng dành cho tôi. Bên này. Nè anh Khang kể chuyện làm tay trong cho bọn em đi. Phải đó, kể vài chuyện nghe thử đi, anh làm lâu lắm rồi. Người cũng không hiểu đâu, kinh nghiệm ít ỏi quá. Để cho bọn em học hỏi thêm. Vậy ăn trước, ăn trước. Được. Ê, tóm lại chỉ có một câu, xã hội làm ăn khó lắm. Mọi người biết không, làm tay trong cực khổ nhất là cái gì? Em biết, chắc chắn là bị người ta đuổi đánh. Có nhà cũng không được về đúng không? Có phải bị cảnh sát theo dõi suốt ngày đêm không? Không phải những chuyện đó. Thế thảm nhất là khi chúng tôi làm việc, trông thấy những nhân vật tướng mạo như vậy nè xuất hiện ra, nhưng mà không được động đậy. Chà, tâm trạng hụt hẫng thiệt đó nghe. Thiệt tình đau khổ. Có. Anh hỏi em được đó. Nè, tướng mạo như em mới đáng nói nè. Nói đến cậu thì thiệt tình cậu tán gái còn phức tạp hơn là Liên Hiệp Quốc nữa. Phải rồi. Lo cho mình đi. Trung Thủ Khang. Ai là Trung Thủ Khang? Anh Khang. Anh Khang tướng mạo đầy đặn tìm anh kia. Trung Thủ Khang. Đẹp thiệt nha. Ai vậy? Anh là Trung Thủ Khang hả? Có gì không? Anh bỉ ổi lắm. Dù em của tôi xong liền cuốn gói à? Đúng là đồ đê tiện mà. Trời, bộ điên rồi hả? Nó mất số đào qua nửa năm rồi, cũng bị đào qua chữ. Cả đời anh hùng cũng không còn. Hai cô coi hồ sơ có vấn đề gì không? Cũng tạm được. Ok. Còn một chuyện nữa. Trước khi chưa ra tòa, thông thường chúng tôi phải gặp mặt nhân chứng. Mới nhắc đã đến rồi. Vào đi. Sếp. Nè, chú Khang. Để tôi giới thiệu. Trung quý Trung Thủ Khang, lúc trước làm cho tôi.
lần này do nhiệm vụ đặc biệt cho nên được điều đi làm nhân chứng tại trong. Còn cô này là luật sư Dịch, phụ trách vụ án của Sài Bính Nguyên. Anh Bi. Chào sếp Chung. Xin chào. Còn đây là luật sư Trình, phụ trách vụ án của Đinh Thượng Bổn, Ra Sen. Xin chào hai vị luật sư. Nếu có chuyện gì chúng ta có thể hợp tác với nhau, xin chỉ dạy. Sếp Chung à, lời khai của sếp là lời khai quan trọng của vụ án này. Sếp khẳng định hoàn toàn xác thực, không bỏ sót điều gì cần bổ sung chứ? Không, không có bỏ sót. Những gì tôi khai trong hồ sơ đều là sự thật, không cần bổ sung nữa. Vậy không còn gì nữa, chúng tôi cũng tạm ổn rồi. Cảm ơn sếp, sếp Hùng. Vậy không tiện hai cô nghe. Bye bye. Chúng tôi còn chuyện gần bên. Bye bye. Liên lạc sao hả? Chú Khang. Hử? Đợi sau khi kết thúc vụ này, chú sẽ được điều về khu vực của chúng tôi. Vậy đây cũng được, nhưng mà phải theo sư huynh mới được chứ, nếu không thì thôi đi. Đúng lúc chú lại điều về đây theo tôi, vậy chú về hô. Cảm ơn sếp. Luật sư Trinh, nghe nói lần này là vụ đầu tiên cô nhận với tư cách công tố. Nè, nếu có chuyện lời khai có vấn đề gì thì cứ gọi tôi luôn sẵn sàng. Tôi nghĩ không cần thiết như vậy. Chúng ta đều là nhân viên trẻ tuổi, hẹn gặp cũng bình thường thôi, lâu lâu đi dạo, xem phim ăn cơm, những chuyện cần có. Nếu sếp thật sự đánh rỗi thì chỉ bằng dùng hết tâm trí chuẩn bị lời khai khi ra tòa của sếp đi. Với lại, sếp làm ơn xem lại hành vi của sếp, đừng tạo ấn tượng xấu đối với chính án làm ảnh hưởng kết quả xét xử. Làm ơn đi. Bye. Nè, cô có chuyện không ổn với hắn à? Kẻ không ổn là hắn đó, ăn nói bóng gió tán tỉnh. Loại người này chuyên gạt con gái. Nè, hình như cô chỉ mới gặp người ta thì phải. Chưa gì cô đã biết ý người ta muốn gì. Trông cậy hắn làm nhân chứng, cần phải hết sức tỉnh táo mới được. Chính lý đạo hành. Quả thật lần này không phải đùa đâu. Không chừng sẽ bị ngồi tù nữa. Xin ngài hãy cho con xin được cây sâm đại cát đại lợi, để thần bổn có thể tay qua nạn khỏi. Xin lại, phải xin lại thôi. Cô không chỉ tự lừa dối bản thân mà còn muốn gạt luôn cả Bồ Tát hay sao? Vậy thử hỏi Bồ Tát làm sao mà giúp cô. Vậy chị giúp cho em đi. Cô thành thật khai báo đi. Lúc nãy cô xin được cây sâm gì? Sâm 61 là thập nhị kim bài triệu Nhạc Phi. Bởi vậy mới nói ai cũng biết Nhạc Phi bị kẻ gian hãm hại mà. Vậy tức là lành ít dữ nhiều rồi. Bản thân cô cũng biết nói câu lành ít dữ nhiều. Ít thì ít đó, nhưng có còn hơn không. Có phúc tinh soi chiếu mà. Thật sao? Chị gạt tôi thì có. Cô Bảo à, cô trả lời tôi đi. Cô có tin trên đời này có thiên lý gì không? Em đã tin thiên tôn, dĩ nhiên là tin có thiên lý rồi. Bởi mới nói, những chuyện làm người quan trọng nhất là không thẹn với lòng yên dạ. Nè, cô có biết không, tất cả xâm hạ hạ cuối cùng cũng có một câu, đó chính là hành thiện tích phúc mới có thể tiêu tai giải nạn. Cho nên mới nói, đừng có đợi đến khi có chuyện mới hối hả cầu trời Phật. Bình thường nên hành thiện tích phúc. Lâu nay cậu bổn hay giúp mọi người, tự động có phúc đức phù hộ. Cô không cần lo lắng quá. Nghe chị nói vậy, tâm của tôi mới yên ổn. Nhưng mà nếu có thể mua sẵn bảo hiểm như vậy thì càng chắc chắn hơn. Chị Bảo, cho nên chị giải xăm thôi liên quan gì tới chuyện mua bảo hiểm. Cho nên mới nhắn chú tới đây nè. Tôi có chuyện muốn bàn với chú. Ra ngoài tìm chỗ nào đó nói chuyện đi. Cũng được. Tức là bữa ăn tối nay không cần dành phần cho cậu. Em nghĩ chắc vậy quá. Khui, cẩn thận nghe. Ê, canh thịt heo đó. Không phải canh thịt heo, là canh phổi heo. Bà thích uống lắm đó. Canh phổi heo hả? Em quên mất gì của nó rồi. Quên mất rồi, uống thử đi. Cẩn thận nghe, nóng lắm á. Ngon không? Ngon lắm đó. Ngon lắm. Không ngon sao được. Anh của cô nấu nước cũng nấu đến mấy tiếng đồng hồ rồi. Thì dĩ nhiên rồi, phổi heo phải làm sạch mới được chứ.
Cho nên canh này có thể gọi là canh hiếu thảo. Anh hai à, ngon như vậy, hay là múc một chén cho anh ba uống đi. Cho anh ba. Cho anh ba hả? Không được sao? Ân, làm cho má tìm con khắp nơi, thì ra con trốn ở trong này hả? Má, con đâu có trốn đâu. Má ơi, có canh phổi heo uống nè, má uống không? Hả? Trời ơi, anh hai lại bỏ hết công sức nấu canh phổi heo cho ba uống nữa hả? Dù sao cũng rảnh mà. À, chị Dung à. Dạ. Ông chủ sắp về rồi, dọn sẵn đi. Dạ được. Anh chị Dung ơi, em phụ chị nha. Cẩn thận ngang. Được rồi. Dì à, hôm nay con làm đầu bếp. Tuy dì đã giảm cân, nhưng mà cũng phải nể mặt ha. Gắp thêm miếng đi. Dì biết rồi. Bổn à. Lần này liên lụy con, trong lòng dì cảm thấy khó chịu lắm. Dì ơi, dì đừng có nói vậy, đâu có liên quan gì đến dì. Đành vậy. Nhưng không tại dì đưa điện thoại của lão xài cho con nghe, thì đâu có chuyện gì. Tuy con không phải là con ruột của dì, nhưng dì luôn coi con là con ruột. Dì không nghĩ sẽ hại con đâu. Con biết rồi dì, con biết dì rất thương con. Nè, nếu con đã đến gặp chú Sài thì con đã biết trước sẽ gặp nguy hiểm rồi. Dì đừng nên tự trách bản thân. Đinh Thiên Bổn này không làm chuyện gì xấu, nhất định trời sẽ giúp con. Yên tâm đi, không sao đâu. Đành là nói vậy thôi, nhưng giá nào cũng phải là một số chuyện mới được. Làm chuyện gì? Dì nói là giá nào cũng phải nếm thử tài nghệ của con đó. Dĩ nhiên, con cũng sắp xong rồi. Nè, canh cải khô phở heo đó, con nó đã dồn hết tâm sức nấu cho ông uống nè. Chưa hết đâu, tất cả các món ăn đều do anh hai làm. Nếu không ăn hết thì sẽ bị phạt. Ba, có chuyện gì đợi ăn xong rồi hãy nghỉ. Ăn cơm. Ăn cơm đi ba. Ăn cơm đi. Bảo à, bà nghĩ sao về vụ của thằng Bổn? Tôi đâu có biết. Làm sao tôi biết được? Vậy bà nghĩ chúng ta có phải cần làm một số chuyện không? Làm chuyện gì? Ví dụ như bỏ chút tiền ra mua chuột cảnh sát. Nếu không mua chuột được thì mua chiếc tàu cho thằng Bổn nó bỏ trốn. Phải, tôi có đi gặp Henry, nhưng mà ông cũng đâu cần phải bán đứng tôi như vậy. Người ta sợ bà làm bậy mới nói cho tôi biết thôi. Bà có biết làm vậy sẽ hại chết con nữa không? Chính vì tôi sợ hại chết con, tôi thật sự không ngờ đưa điện thoại của lão xài cho thằng Bổn nghe lại ra nông nổi này. Cho nên tôi muốn làm chuyện gì đó để yên tâm hơn thôi mà. Lão xài muốn tìm tôi mà, sao bà kêu thằng Bổn nghe? Nè, bà cũng biết tôi không cho con nhúng tay vào những chuyện này, bà còn cho nó làm nữa. Bà, đừng có trách gì nữa. Vì làm sao biết nhiều chuyện gì chú Sài, tại con muốn đi thôi. Dù làm vậy á, bà cũng phải nói cho tôi biết chứ, để tôi không cho nó đi. Bà, ai đi cũng vậy thôi, trước sau gì cũng phải giải quyết chuyện này, bà đừng có trách gì nữa. Ba ơi, bà đừng có la má nữa mà, bà đừng giận má nha. Bỏ đi. Vụ của chú Sài là do tôi tự chuốc lấy, có trách bản thân tôi hả? Ba ơi, hay là vậy nha, để con đàn cho ba nghe ha, để cho ba vui. Khờ quá. Ngồi xuống đi con. Ba con đâu có giận đâu. Ăn cơm đi. Cười lên đi chứ. Ăn cơm đi, Ân Ân, hả, ngoan. Nè Bổn, thắp nén nhang cho Hoàng Nghị ca đi hả? Ba đừng có lo quá. Ngày mai phải ra tòa rồi. Cậu tức nói vụ của lão xài thua chắc rồi. Lỡ như luôn cả con thua tính sao đây? Ba, xưa nay ba kiên cường lắm mà. Dù không có con ở đây ba cũng chống đỡ nổi. Ê, chống đỡ nổi thì sao? Nghĩ đến chuyện nếu con bị ở tù, trong lòng ba làm sao yên được chứ? Ba, đừng có vậy nữa. Nhiều khi những gì phụ nữ nghĩ chưa chắc là hoàn toàn sai. Có lẽ mình cần phải làm chuyện gì đó. Làm chuyện gì? Nè, mình cho người hạ thằng cảnh sát đó, vì đâu còn ai buộc tội ba, con. Ba đừng có làm vậy. Nếu như ba làm vậy thì con chẳng thà ở tù hay hơn. Nè, cũng như ba nào nói, bây giờ chúng ta mua đồ gian chứ đâu phải phạm tội. Nếu ba đi bước này thì mãi mãi không quay lại được. Con kêu ba khoanh tay đứng nhìn con vào tù sao? Nè, ba nghe con nói đã. Anh Tích đã theo chúng ta bao năm qua rồi. Từ trước đến giờ anh đã cải thắng rất là nhiều vụ, nổi tiếng với cái tên là Tiêu Văn Tích, thành tích đáng kể lắm. Ba tin con đi. Không sao đâu. À quên nữa, cái cô lúc nãy cái gì công tố viên gì đó là lính mới thì phải à? Không chừng con sẽ gặp may mắn.
Nhìn vào đây, nhìn vào đây. Chà, đẹp thiệt nha. Tòa nhà cao quá. Quay xong chưa vậy làm như là người mẫu vậy đó. Sáng lên đi, đẹp thiệt. Nữa phải không? Cái gì? Trời ghê quá. Dạ, có một người hả? Dạ mời. Tôi muốn dùng thử bánh xưng vít nổi tiếng ở tiệm này. Xin lỗi, cô đã bán hết rồi. Cho tôi ly sô-cô-la đi. Dạ được. Hello, chào cô. Bán hết cũng không sao, ở đây còn phần. Bánh xanh quýt này ngon lắm. Anh bầu đó nói rất đúng. Một người ăn không hết, hai người cũng ăn sẽ thích hơn. Lát nữa ra tòa rồi, không lẽ anh định hối lộ tôi sao? Đâu có. Tôi không muốn cô để bụng đói ra tòa thôi. Anh yên tâm đi. Đối phó những kẻ xấu, dù để bụng đói cũng không nương tay. Tôi thật sự không nhìn làm người. À, bánh mì có 9 cách ăn lực. Cô coi thích ăn cách nào nhất. Xin lỗi nha, đột nhiên tôi không muốn ăn nữa. Vậy chừng nào muốn ăn thì cứ ăn. Bye bye. Làm ơn, phiền anh dọn hết giùm tôi. Dạ. Tòa tối cao. Nè, nè, Tích, vụ của lão Sài thế nào? Tôi danh thành lập, đợi xử luôn vụ của Ivan xong sẽ tuyên án. Nếu lão Sài bị buộc tội thì có ảnh hưởng đến vụ của thằng Bổn không? Liên quan gì chứ, vụ lão Sài biết trước rồi. Tức là anh chưa nói gì hết hả? Thực tế là không có gì để nói, đợi ra tòa mới nói đi. Phải rồi, có lo cũng đâu có lo được, tới đâu hay tới đó. Chà, dù có sai bính quyền thì tôi lo xong rồi, dù kế tiếp trong ngày cho cô. À, chuẩn bị ra tòa. Được rồi, bà, con đi thắt hả bà? Đi đi, rửa sạch xôi xẻo đi. Sao có gan thì đánh đi. Nhìn tôi hoài chi. Bị cáo Đinh Thiện Bổn bị bắt vào ngày 30 tháng 10 năm 2001 tại bến tàu Tổ Hòa Khanh cùng nhân vật chủ mưu vụ cướp có vũ khí Sài Bính Quyền để giao dịch bằng tiền mặt, mua lại tang vật do Sài Bính Quyền cướp được. Vì vậy bị buộc tội tiếp tay. Thanh tra cao cấp Hồng Lực Sinh mời ông thuật lại quá trình cảnh sát truy bắt bị cáo trong hôm đó. Chúng tôi nhận được nguồn tin do nội gián cảnh sát cung cấp. Xác định Sài Bính Quyền là kẻ chủ mưu gây ra hàng loạt vụ cướp tiệm vàng. Cho nên chúng tôi quyết định lập kế hoạch hành động. Khi cảnh sát đến bến tàu Tổ Hòa Khanh, trông thấy bị cáo đang đứng với Sài Bính Quyền, nên cảnh sát lập tức bắt giữ hai người này. Lúc đó cảnh sát tìm được chứng cứ gì tại hiện trường? Chúng tôi đã tìm được 5 triệu tiền mặt trong người của Sài Bính Quyền. Đồng thời chúng tôi cũng tìm được một túi tang vật do Sài Bính Quyền đã cướp được. Có phải là hai vật chứng này không? Đúng vậy. Thưa quý tòa, tôi muốn mời nhân chứng nội gián của cảnh sát. Xin chung, cho hỏi ông đã làm nội gián bên cạnh Sài Bính Quyền bao lâu rồi? Khoảng nửa năm. Lần cuối cùng Sài Bính Quyền dùng vũ khí đi cướp tiệm vàng Hồng Đồ, ông có tham gia hay không? Không. Mỗi lần Sài Bính Quyền tổ chức đi cướp cũng chỉ hành động với đám thân tín bên cạnh hắn. Chúng tôi làm đàn em không được xen vào. Sau khi hắn đi cướp về, chúng tôi mới biết hắn nóng lòng để tẩy rửa số hàng đó. Tại sao ông cho rằng hắn nóng lòng phân tán số hàng đó? Vào ngày 28 tháng 10, tôi thấy Sài Bính Quyền đang kiểm tra số nữ trang vàng bạc mà hắn đã cướp được. Do hắn biết cảnh sát đang lùng sục khắp nơi, hắn nóng lòng tìm đường bỏ trốn.
nên đã nhắn một người, còn đuổi chúng tôi xuống tầng dưới của Quan Hỷ Lâu canh chừng. Cuối cùng ông thấy Sài Bính Quyền gặp ai ở Quan Hỷ Lâu? Người đầu tiên xuất hiện là Sài Bính Quyền, người tiếp theo là chủ của hãng vàng Đỉnh Phong, Đinh Vinh Ba. Họ đã nói chuyện bao lâu? Hơn 10 giờ đồng hồ. Tiếp theo ông còn trông thấy ai đến Quan Hỷ Lâu gặp Sài Bính Quyền? Chính là bị cáo Đinh Thiện Bổn. Nói một cách khác, cha con bị cáo đã lần lượt bước vào Quan Hỷ Lâu trao đổi mua bán các tang vật với Sài Bính Quyền. Đúng vậy. Sau khi cha con bị cáo và Sài Bính Quyền thỏa thuận xong, trước khi họ đi, tôi còn nghe họ nói sau khi có thời gian và địa điểm sẽ liên lạc với nhau sau. Cuối cùng họ đã hẹn vào ngày giờ nào giao nhận tang vật ở đâu? Vào ngày 30 tháng 10, Sài Bính Quyền biết tình hình căng thẳng nên lập tức muốn bỏ trốn. Hắn liền hẹn đến gặp bị cáo đến bến tàu Tổ Hòa Khanh nhận tiền. Nhưng mà tôi vẫn trông thấy sau khi Sài Bính Quyền nhận được tiền đã quăng tang vật vào trong xe của bị cáo. Ngay khi hắn định quay đầu bỏ chạy, tôi liền triển khai hành động bắt giữ bị cáo và Sài Bính Quyền. Cảm ơn ông. Thưa quý tòa, tạm thời tôi đã hỏi xong. Luật sư biện hộ. Trung Quý Trung đã làm cảnh sát lâu rồi phải không? Còn thiếu một tháng nữa là tròn 7 năm, có kinh nghiệm vô cùng. Nếu là một cảnh sát lâu năm như vậy, nên tin chắc ông đã quen vận dụng tư duy suy luận để mà phá án, có đúng không? Vậy có vấn đề gì không? Có nghĩa là ông đã suy luận vụ án này theo quán tính để đưa ra kết luận, có đúng không? Phán đối luật sư biện hộ đã chất vấn lời khai của nhân chứng một cách vô căn cứ. Thưa quý tòa, tôi đang đi vào trọng tâm của vấn đề. Phán đối vô hiệu, mời luật sư biện hộ tiếp tục. Trung Quý Trung, ông nói cha con bị cáo đến gặp Sài Bính Quyền để bàn về chuyện liên quan đến mua bán tang vật. Vậy tôi xin hỏi ông có trực tiếp tận tai nghe được đối thoại giữa họ hay là không? Lúc đó họ nói chuyện ở gác lửng của Quan Hỷ Lâu, còn tôi thì phụ trách canh chừng ở tầng dưới. Tức là ông dựa vào tưởng tượng để suy đoán cuộc đối thoại của họ là có liên quan đến vụ mua bán tang vật. Tôi không phải tưởng tượng vô cớ. Ban đầu Sài Bính Quyền nóng lòng phân tán hàng, một bên hẹn cha con họ nói chuyện. Kết cục qua hôm sau, họ đã mang tiền đến bến tàu giao nhận, đủ để chứng minh suy luận của tôi. Ông nói bị cáo đến bến tàu để mua số tang vật đó. Ông có biết số tang vật đó trị giá bao nhiêu tiền không? Sài Bính Quyền có nói số hàng trộm cướp này trị giá 3 triệu. 3 triệu? Nhưng mà bị cáo mang 5 triệu đến cho Sài Bính Quyền, ông có đi đến nỗi mang 5 triệu đi mua hàng trộm cướp trị giá 3 triệu hay không? Chà, Trung Quý, suy đoán đó của ông vô lý vô cùng. Phản đối. Bị cáo giao tiền cho Sài Bính Quyền, cho dù cao hơn giá trị của số tang vật đó, cũng không có nghĩa là bị cáo không có mua tang vật. Bởi vì không ai biết bị cáo và Sài Bính Quyền còn giao dịch nào nữa không? Thưa quý tòa, tôi xin rút lại vấn đề vừa nêu. Các vị bồi thẩm, các vị có quyền không cần quan tâm vấn đề vừa rồi. Trung Quý Trung, lúc nãy ông nói sau khi Sài Bính Quyền nhận được tiền đã cầm túi hàng quăng vào xe của bị cáo. Ông đã dùng từ miêu tả quăng này có đúng không? Đúng. Vậy thì tôi không hiểu cho lắm, tại sao ông lại quăng vào xe mà không trao tận tay? Rõ ràng là thực tế bị cáo không nghĩ sẽ nhận số hàng đó, mà là Sài Bính Quyền cố ép cầm túi hàng quăng vào xe của bị cáo, có đúng không? Tôi tin trên đời này không có ai chấp nhận đưa tiền rồi không nhận hàng. Và mục đích đến bến tàu của bị cáo là vì mua tang vật. Tôi hỏi ông, từ đầu chí cuối ông có nghe bị cáo nói với Sài Bính Quyền ba chữ mua tang vật này hay là không? Nhắc đến những từ ngữ hàng trộm cướp, nhắc đến tang vật này không? Tuy là họ không có nhắc đến, bây giờ tôi hỏi ông có hay không, ông chỉ trả lời có hay là không? Không. Không biết cả cảnh sát làm gì nữa. Đến lúc ra tòa mới hủy lời khai. Ông không có hủy lời khai, ông chỉ bị người ta làm rối thôi. Mới nói đã rối dễ vậy sao? Khi ông cho lời khai nên suy nghĩ trước chứ. Vừa rồi tôi đã nói rất rõ với ông rồi, ông nhất định phải chuẩn bị sẵn tất cả mọi việc mời ra tòa làm chứng rồi mà. Bây giờ ông cứ để cho người ta bới lá tìm sâu hủy hết, cô kêu tôi làm sao chứ? Bình tĩnh đi. Nếu bị cáo đã chọn cách ra tòa đối đáp, tức là cho cô hội chất vấn. Nếu hắn có làm thật, tôi nhất định buộc hắn không nói được lời nào. Con nhỏ này không đơn giản đâu. Tuy là cả cảnh sát đã bị tôi làm rối hết, nhưng mà không thể khinh địch. Anh nghĩ luật sư công tố sẽ hỏi tôi thế nào? Đây là cơ hội duy nhất của cổ. Nhìn tác phong của cổ tuyệt đối không nương tay. Nếu như cần thiết, tôi có thể ra tòa làm chứng. Ba, tốt nhất mà nên tránh xen vào chuyện này. Tôi nghĩ cũng khó lắm. Muốn tránh né sao? Bởi vì gã cảnh sát tay trong đó đã nói thấy ông tiếp xúc với chú Sài. Ngay từ đầu ông đã lọt vào danh sách nhân chứng. Đa phần là do con nhỏ đó sẽ mời ông ra tòa. Nếu là tôi cũng làm vậy. Tôi đã biết trước rồi. Nè, nếu ông thật sự ra tòa làm chứng thì cố gắng giữ bình tĩnh.
bởi vì quan hệ và hoàn cảnh giữa ông và chú Sài sẽ liên đới ảnh hưởng kết quả xét xử. Thận trọng một chút. Được rồi, tôi hiểu rồi. Ông Đinh, ông có thể thuật lại vào ngày 30 tháng 10 năm nay, ông mang thêm một số tiền mặt lớn đến bến tàu Tổ Hòa Khanh gặp Sài Bính Quyền là về chuyện gì? Bởi vì trưa hôm đó tôi nhận được điện thoại của chú Sài. Chú nói muốn rời qua Hồng Kông, đang rất cần tiền, nhờ ba tôi giúp đỡ chú. Tôi cảm thấy tôi có thể quyết định được, cho nên đã mang tiền đến bến tàu đưa cho chú. Vậy thì Sài Bính Quyền có nói với ông là ông đã từng lập mưu cướp tiệm vàng, hơn nữa trong người ông còn có một số tang vật do cướp được mà có không? Không. Có nghĩa là ông đưa tiền cho Sài Bính Quyền chẳng qua là theo tiền mặt, thực tế không nghĩ là mua tang vật, đúng không? Đúng vậy. Bị cáo Đinh Thiện Bổn, vào ngày 28 tháng 10, ông đã hối hả từ Úc về Hồng Kông, đến Hoa Nghỉ Lâu gặp Sài Bính Quyền là vì chuyện gì? Người nhà đã báo cho tôi biết, nói là sau khi ba tôi ra khỏi nhà không thấy quay về, gọi điện thoại di động cũng không được. Tôi tưởng đâu có chuyện gì, thì ra ba tôi và chú Sài nói chuyện ở Hoa Nghỉ Lâu, cho nên tôi đã đến đó. Sài Bính Quyền đã nói gì với cha con ông? Chú ấy nói với ba tôi là dạo này đang túng quẫn, cần tiền xài cho nên muốn ba tôi giúp đỡ. Cái đó thì ba tôi đã đồng ý, nhưng cần có thời gian điều động tiền mặt. Dựa theo hồ sơ của Sở Truyền Giáo, 13 năm trước, Sài Bính Quyền bị xử tù do cướp của. Ông và ba ông cũng có đến thăm ông ta. Có lẽ ông cũng biết Sài Bính Quyền là một người có tiền án phạm tội. Phải, nhưng mà đó chỉ là chuyện trước đây. Tôi không biết dạo này chú ấy có đi gây án. Ông là một người đã tốt nghiệp đại học, quản lý tài chính của tập đoàn vàng bạc, lẽ ra đã hội đủ tư duy, lý tính và khả năng phán đoán. Sài Bính Quyền hẹn ông đến một nơi hẻo lánh như bến tàu Tổ Hòa Khanh giao nhận tiền, ông không cảm thấy lén lút cả nghi sao? Tôi tưởng đâu chú thiếu nợ muốn bỏ trốn, chú không nói, tôi cũng không cần hỏi. Ông mang theo một số tiền lớn đưa cho một người có tiền án đã phạm tội mà ông không hỏi rõ nguyên nhân à? Tôi chỉ biết trước đây chú Sài đã giúp đỡ ba tôi. Từ nhỏ ba tôi đã có dạy chúng tôi, làm người nhất định phải trọng tình nghĩa, dù ơn thì phải trả. Tôi đưa tiền cho chú Sài chẳng qua là trả ơn giùm cho ba tôi, cho nên không cần hỏi bất cứ điều gì. Ông là một nhà kinh doanh thành công, luôn tính toán kỹ mọi giá trị. Ít nhiều gì cũng 5 triệu mang đi tặng cho người ta chỉ là trả ơn thay cha mà không hỏi nguyên nhân. Một lời bịa đặt vô lý như vậy, ông nghĩ ông gạt được ai chứ? Thưa quý tòa, công tố viên thì cho rằng bị cáo mang 5 triệu đi trả ơn thay cha là một điều không thể tưởng tượng được. Nhưng nếu bị cáo là một người rất có hiếu với cha mẹ, hơn nữa còn là một người kiên trì niềm tin chịu ơn là phải trả, vậy thì hành vi đó của ông tuyệt đối có thể lý giải. Bây giờ tôi muốn mời hai nhân chứng ra tòa để làm chứng. Ông Châu, ông làm nghề gì? Tôi bán thịt heo ở chợ thôi. Ông và ông Đinh có quan hệ gì? Không quan hệ gì hết. Ông thường xuyên đến chợ mua thức ăn, ủng hộ thường xuyên cho nên hơi thân vậy thôi. Theo tôi được biết, đến thứ tư hàng tuần, ông đều để dành một cái phổi heo còn tươi cho ông Đinh, có đúng không? Dạ phải, bởi vì ba của ông thích uống canh phổi heo mà, cho nên hãy tới thứ tư, ông luôn đích thân đến chọn từ sớm. Nếu tôi nói ông Đinh là một người vô cùng hiếu thảo với cha, ông có đồng ý không vậy? Rõ ràng là vậy. Thật ra ông Đinh giàu có, ông có thể sai người làm đi mua mà. Nhưng mà ông sợ người làm không biết cách chọn phổi heo tươi, nên nhất định đích thân đi chọn. Vì ba của ông quả thật mưa gió không đổi, thiếu chút hiếu thảo cũng không có được. Cảm ơn ông. Bà Thái, bà bán rau cải có đúng không? Dạ phải. Bà có thể miêu tả con người của ông Đinh cho mọi người ở đây biết không? Ông hả? Chẳng những rất hiếu thảo mà còn là một người chịu ơn phải trả ơn nữa đó. Tại sao bà nói vậy? Dạ có một lần, ổng và ba ổng đi chợ mua đồ, ba ổng bất cẩn trượt chân té xuống, ổng lập tức đỡ ba ổng tới hàng của tôi để thoa rượu thuốc. Chai rượu thuốc đó còn là của tôi đưa cho ổng. Rồi sau đó? Sau đó ổng biết con của tôi không có tiền đóng học phí, đã bỏ tiền cho con tôi ra nước ngoài để du học, còn đích thân chọn trường cho nó nữa chứ. Học phí nấy mấy năm học lận cộng lại đâu có ít ỏi gì đâu. Tôi với ông Đinh không có quen không biết. Ông làm như vậy là vì muốn trả một chút ân huệ mà tôi tiện tay giúp đỡ cho ông thôi, chứ không có gì hết. Còn sắp hóa đơn trên tay tôi là hóa đơn quyên góp do ông Đinh góp cho tổ chức từ thiện trong mấy năm gần đây. Thử hỏi một người hết lòng từ thiện như vậy, lẽ nào lại ham chút lợi nhỏ mua bán tăng vật được? Không lẽ niềm tin của cô bị lay động sao? Dĩ nhiên là khúc rồi. Bỏ bao nhiêu tiền cho con bảy đi học mà, tôi cũng sẽ đứng lên bên vực cho ổng. Ông Đinh Vinh Bang, ông và Sài Bính Quyền quen nhau bao lâu rồi? 13 năm trước tôi có đi thăm ổng, có nghĩa là được mười mấy năm. Mời nhân chứng trả lời rõ ràng,
tôi không nhớ nữa. Có thể tấm hình này sẽ giúp ông tìm lại chút kỷ niệm. Cảnh sát đến nhà của Sài Bính Quyền tìm được tấm hình 30 năm trước ông đã cùng ổng chụp ở Hồng Kông. Thấy hai ông choàng da như vậy, chắc hẳn là hai anh em rất thân phải không? Chúng tôi đã cùng lớn lên ở quê nhà. Quan hệ của hai ông rất thâm sâu, có lẽ ông cũng biết bấy lâu Sài Bính Quyền có tham gia cấu kết cướp của phạm tội. Tôi có nghe người ta kể vậy thôi, nhưng quá thật lâu rồi không liên lạc. Sau khi ổng cướp được ở tiệm vàng, số tang vật cần phải phân tán ngay, tại sao ổng không tìm người khác mà chỉ nhắn cho cha con ông? Không phải hai cha con, ổng chỉ tìm tôi, không liên quan tới con tôi. Nó chỉ thay tôi mang tiền đưa cho ổng. Tại sao ông đưa tiền cho Sài Bính Quyền? Ổng cần tiền xài. Bởi vì ông kinh doanh vàng, ổng muốn phân tán số nữ trang châu báu cướp được, tìm ông mua tang vật là cách trực tiếp nhất, có phải không? Ông chỉ nói đang kẹt tiền, chứ không nhắc chuyện có số hàng tang vật. Không ngờ ông lại hứa đưa mấy triệu cho ổng vô điều kiện hay sao? Bởi vì ổng có ơn với tôi. Ông nợ ổng ơn nghĩa gì phải lấy mấy triệu đi trả chứ? Bởi vì ổng đã cứu mạng tôi. Cứu ông vì chuyện gì? Ông Đinh, nếu ông không thể giải thích quan hệ giữa ông và Sài Bính Quyền, thì càng có giải thích tại sao bị cáo trả ơn thay ông. Và Sài Bính Quyền thì cương quyết quăng túi tang vật vào trong xe của bị cáo. Không liên quan đến con tôi, từ đầu chí cuối nó không hề nghĩ sẽ mua tang vật. Tại lão Sài nó nhất quyết là phải có qua có lại. Câu có qua có lại mà ông nói là ông và Sài Bính Quyền đã quen dùng tiền đổi hàng, tức là ông đưa tiền mua lại tang vật của ông đúng không? Phản đối công tố đã dùng từ ngữ để tùy tiện suy luận. Nhưng chứ cần phải giải thích thế nào là có qua có lại, bằng không sẽ không thể làm rõ tại sao Sài Bính Quyền dư những tiền của bị cáo liền tự động quăng túi tang vật vào trong xe của ông ta. Rõ ràng giữa họ có quan hệ mua bán theo quán tính. Không phải. Chưa bao giờ con tôi mua tang vật là tôi. Tôi và lão Sài đi buôn lậu. Có một lần tôi đi mua tang vật bị người ta truy đuổi, lão Sài đã đỡ một phát súng giục tôi, cho nên con tôi đi trả ơn thay cho tôi. Có nghĩa là ông đã thừa nhận có tiền án mua hàng gian. Phải. Vì khoảng phong trực sĩ phán muộn, tì hình tận nhất xe hậu thiên, hay phong quang sĩ trong tàu hồi mình mê. Mài khói xích chốc tích cờ, bầu dường hỷ tay ấp tích mạng, vì tăng hoi sang hẳn trầu dầu kinh hỷ. Dương quang hinh hinh xa môn, tì hồn trói cam thiên tô hẳn, vì sân khói sang bị hoàn mô lời phê. Nào pha trôi chi lâu phong cấp ý ý quang ý quang ý sáng nay ý ý chỉnh lo. Chào ngàn thiên phang đầy ngầm, đàn xuân phong ưu quá hậu khứ đất sàn dễ mạn hoàn. Thiên không muốn bao lý thần, đàn kiên quang xin thâu nhập.